Hiểu thấu 20 định luật này, thành công chỉ là vấn đề thời gian. Một khi bạn ý thức được rằng tôi có thể, thế giới của bạn sẽ trở nên khác biệt. Steve Jobs nói, khi bạn ý thức được rằng, nỗ lực làm việc sẽ cho ra kết quả, cuộc sống của bạn khi ấy sẽ có thể thay đổi, bạn sẽ không còn là bạn của trước kia nữa. Vì vậy, tuyệt đối đừng bao giờ tin vào những câu nói như kiểu tôi hết thuốc chữa rồi, hay tôi vô dụng lắm, không làm được cái gì đâu. Chỉ khi bạn từ bỏ chính mình, khi ấy bạn mới thực sự hết thuốc chữa. 2. Mọi thiên tài đều là kết quả của sự mài giũa kinh nghiệm, mọi kinh nghiệm đều là cái nhìn sâu sắc hơn của quy luật. Khi bạn ở trong một lĩnh vực nào đó lâu dài với một thái độ tích cực tiến lên, bạn sẽ phát hiện ra rằng thì ra mình cũng rất tài năng, mình cũng có thiên phú. Người luôn nói mình không có tài năng gì, hoặc là chưa mở mang nhiều, hoặc là chưa rèn luyện đủ, hoặc là học hỏi chưa tới nơi, hoặc là suy nghĩ không đủ nhiều. Ba, đừng trốn tránh những khó khăn có giá trị, bởi lẽ mọi khó khăn mà bạn trốn tránh đều xuất hiện lại theo một cách khác. Có một người chia sẻ với tôi rằng họ muốn làm bên mảng vlog, nhưng lại luôn thấy rất khó khăn, nào là tài khoản xã hội không có nhiều người theo dõi, hay không tìm ra ý tưởng độc lạ hơn, vậy là lại chuyển sang làm blogger viết bài, không kiếm được tiền lại quay sang làm các video ngắn, nhưng làm video ngắn cũng lại không xong. Đừng trốn tránh khó khăn, bởi lẽ khó khăn là bảo toàn, bạn trốn được khó khăn này, khó khăn khác đã lại chờ bạn sẵn rồi. Người thực sự quyết tâm và cầu tiến sẽ không buông con bỏ chợ, thay đổi giữa chừng, gặp khó khăn ngược lại sẽ càng có ý chí chiến đấu, ngã rồi ư, vậy thì lại đứng lên chiến đấu tiếp. 4. Tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ tới việc thay đổi bản tính của mình để thích hợp với người khác hay công việc. Nhận thức rõ ưu khuyết điểm của mình, rồi tìm một công việc hay một người hợp với mình quan trọng hơn bất cứ điều gì. Rất nhiều người ưu tú nhưng lại không cho ra được thành tựu gì, đó là vì họ chưa tìm được vị trí thích hợp với mình. Năm, đừng ham cái lợi ích ngắn hạn trước mắt, cũng đừng đâm đầu vào những thứ kiểu như bỏ ít vốn nhưng vẫn thành công. Thế gian không tồn tại cái gọi là việc nhẹ lương cao. Bất cứ khi nào bạn nghĩ sao kiếm tiền dễ thế nhỉ, là khi ấy bạn đang sa vào một cái bẫy lớn. Ông trời không tự nhiên vứt miếng bánh xuống trúng đầu ai bao giờ cả, luôn giữ cho mình một cái đầu tỉnh táo và nhớ rằng làm bao nhiêu, nhận lại được bấy nhiêu. 6. Đừng sợ cái gọi là sao nỗ lực như vậy mà vẫn chưa thấy kết quả gì. Có những người vì nhìn thấy nên tin, có những người vì tin nên nhìn thấy. Có những người bắt buộc phải trông thấy lợi ích đã rồi mới dám bắt tay vào làm. Nhưng thực tế lại là kẻ nào cực to, kẻ đó ăn lớn, những phấn đấu mang tính không xác định của bạn càng cao, lợi ích mà sau này bạn thu lại được sẽ càng lớn. Tất cả những người tài giỏi đều đặt cược vào những thứ không chắc chắn, cơ hội mà ai cũng có thể trông thấy, nhất định là những cơ hội tầm thường hoặc thậm chí là một cái bẫy. 7. Thế gian này luôn tồn tại một mảng màu xám, không có tốt 100%, cũng chẳng có xấu tuyệt đối, chỉ có người làm việc tốt hay việc xấu. Vì vậy, tìm kiếm vết bẩn trên người anh hùng cũng giống như rửa mặt cho kẻ xấu. Bạn luôn có thể tìm thấy đường vào. Tuyệt đối đừng suy nghĩ vấn đề kiểu không thế này thì phải thế kia, cho rằng vạn sự vạn vật không đen thì trắng, như vậy là rất xuẩn ngốc. Tám, tiêu dùng không tạo ra giá trị, sản xuất mới tạo ra giá trị. Chẳng hạn, người xem YouTube, TikTok không kiếm được tiền, nhưng người làm video rồi đăng lên YouTube, TikTok lại có khả năng kiếm được tiền. Dù bạn có chê cười những người làm video giải trí tới đâu thì số tiền một video của họ kiếm được cũng bằng nửa năm lương của bạn. 9. Có người không kiếm được tiền, đó là bởi họ đi ra ngoài quá ít, họ không bao giờ biết được thế giới này tồn tại những cơ hội kiếm tiền nào.
Có người không kiếm được tiền đó là bởi họ không cầu tiến, không sẵn sàng học hỏi rèn luyện, không có bản lĩnh riêng. 10. Sự tự tin của con người được tích lũy dần dần qua mỗi một thành công, dù thành công đó là rất nhỏ, chứ không phải được tích lũy từ mỗi một lần thất bại, dù thất bại là không đáng kể. Đại học bang Texas có bài phát biểu nổi tiếng mang tên Thay đổi thế giới, bắt đầu từ việc gấp chăn, ý muốn nói, mỗi ngày sau khi ngủ dậy, hãy làm tốt chuyện đầu tiên cần làm, dần dần hình thành cho mình thói quen, làm tốt mọi việc, dù ngày hôm nay có không được tốt đẹp lắm thì ít nhất chiếc giường gọn gàng sạch sẽ cũng phần nào an ủi được bạn. Khi bạn nếm được quả ngọt của thành công, bạn sẽ có động lực để theo đuổi những lần thành công tiếp theo. Bởi lẽ cảm giác thành công quả thực rất sảng khoái, dù thành công ấy chỉ là làm tốt những việc nhỏ nhặt nhất. Mười một, người khác chỉ trích bạn, nếu bạn vô cùng tức giận, vậy rất có khả năng là anh ta đúng rồi. 12. Thừa nhận mình chỉ là một người bình thường, là bước đầu tiên để tới với sự xuất sắc. Điều này không hề mâu thuẫn với điều thứ nhất, thừa nhận mình là người bình thường, mới tìm ra được phương thức và con đường phù hợp nhất với bản thân, và là bước đầu tiên để hướng tới một phiên bản tốt hơn. 13. Đừng tốn thời gian cho sai người, hãy dành thời gian cho người xứng đáng. Bất kể là trong tình yêu hay trong công việc, luôn ôm trong mình thái độ thả ít nhưng tốt, dành thời gian cho những người xứng đáng, chứ đừng tùy tiện tìm một người, rồi có ý đồ biến họ thành bộ dạng mà mình mong muốn. 14. Trong cuộc sống, những người ưu tiên người khác, hy sinh chính mình, thường sống không ra sao, thậm chí nhiều khi còn là người bị chỉ trích nhiều nhất. Ngược lại những kẻ tiểu nhân lại sống rất thoải mái, được người khác yêu mến. Đó là lý do vì sao mà tử tế nhưng cũng cần phải sắc bén. 15. Người càng có nhiều lựa chọn càng khó đưa ra quyết định. Không có lựa chọn cũng không được, nhưng có nhiều quá cũng không xong, bởi lẽ bạn sẽ phát hiện ra là dường như chọn cái gì cũng đều đúng. Người càng có nhiều lựa chọn người lại càng dễ đi sai đường, bởi lẽ họ luôn thấy rằng không cần quá ép mình, dẫu sao thì cũng vẫn còn nhiều lựa chọn tới như vậy mà. Nhưng bạn cần phải biết rằng, con người cũng giống như hạt lạc vậy, không ép thì làm sao cho ra được tinh dầu, vì vậy, đừng để cho mình quá nhiều đường lui. 16. Mỗi một người đều có một cách sống riêng, chọn làm con cá muối qua ngày cũng là một lựa chọn, tích cực tiến lên cũng là một lựa chọn, bản thân lựa chọn không có đúng sai, chỉ có điều nếu sai thì sẽ mang tính thách thức hơn mà thôi. Đánh giá một người thành công hay không, suy cho cùng không phải nhìn vào tiền bạc, địa vị, quyền lực của anh ta, mà là xem liệu anh ta có sống và được tận hưởng cuộc sống mà mình muốn hay không. Nói thật lòng, những dân công sở 7, 8 giờ tan làm, thích uống rượu nhậu nhẹt thì uống, thích quẩy TikTok thì quẩy, cuộc sống có lẽ tự tại hơn Jack Ma rất nhiều. 17. Tuổi thơ không thể quyết định vận mệnh của bạn, trừ phi bạn luôn tự thuyết phục mình rằng nó đã ảnh hưởng tới mình cả đời, nó giống như khi các bạn xem chiêm tinh về các chòm sao hay làm các trắc nghiệm vậy, có chỗ giống bạn, có chỗ không giống bạn, nhưng dưới khả năng tự thôi miên của bản thân, bạn sẽ cảm thấy mọi điều nó nói đều đúng. 18. Đời người là quá trình chứng giả chứ không phải chứng thực. Con người sống ở đời, chuyện làm sai luôn nhiều hơn chuyện làm đúng, nhưng những cái sai ấy vừa hay lại chính là điểm mù trong tư duy, nhận thức hay kỹ năng của bạn. Khắc phục điểm mù, chứ không phải sống chết bảo vệ cái sĩ diện của mình, bạn mới có thể thực sự tiến bộ. Đứng từ góc độ này mà nói, người nhanh chóng nhận thức ra được sai lầm, đồng thời nhanh nhẹn sửa đổi nó, mới là người ưu tú thực sự. 19. Thành công không tới từ thông minh, mà tới từ sự mở cửa. Thành công là khi bạn luôn giữ cho mình một tư duy mở, sẵn sàng hội nhập, không ngừng nỗ lực học hỏi, tìm tòi,
sáng tạo ra những tri thức và kỹ năng mới. Ngược lại, những người luôn cảm thấy tôi khá ổn, cuối cùng sẽ không có được sự tiến bộ, mãi dậm chân tại chỗ. 20. Hãy học cách khám phá thế giới một cách độc lập. Càng lớn, bạn càng phát hiện ra được rằng, độc lập, làm mọi thứ một mình mới là chân ái. Mỗi người một quan điểm, một phương thức sống, một cuộc sống riêng, tìm được người đồng hành trên mọi mặt trận là cái phúc, nhưng nếu không tìm được, vậy thì muốn làm gì? Hãy dũng cảm tự mình đi thực hiện, đừng bị động chờ đợi bất cứ ai tới đồng hành cùng mình. Đừng để sau này ngoảnh lại, lại tiếc nuối chỉ vì sự ỷ lại và yếu đuối của mình.